Chào các bạn, sau đây thì đồng hồ Tigon sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu đồng hồ nữ bằng cơ các bạn nhé. Đấy, nữ bằng cơ. Và đấy, mình sẽ lên cót hoặc là lắc thì nó sẽ chạy. Các bạn nhìn chưa? Đấy, nó sẽ chạy đây. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Và thực ra là rất ít những cái hãng người ta làm đồng hồ cơ nữ, bởi vì rất là đắt, giá thành cao. Nữ thì thường ý, là đeo những cái đồng hồ mà càng nhiều càng tốt, càng đẹp càng tốt. Nhưng bây giờ mình phải tư duy ngược lại, đó là đắt thôi, nhưng mà 1-2 chiếc nhưng đắt thôi là được, là dùng rất là sang và mình đỡ phải vứt đi nhiều các bạn nhé. Và hàng đẹp như này thì các bạn chỉ mua 1-2 chiếc để bạn đeo, lúc nào cũng đeo thì đẳng cấp, nó hơn nhiều so với những mình mua nhiều cái chiếc rẻ các bạn nhé. Nó không như nhiều người người ta tâm niệm à, mỗi ngày tôi một bộ còn hơn là một ngày tôi có 3 bộ chẳng hạn, à một tuần có 3 bộ chẳng hạn. Nhưng mà 3 bộ đấy, 3 bộ xịn, hàng chất lượng cao, hàng đẹp thì tương đương với lại cái giá trị của bản thân mình nó cũng khác bạn nhé. Và cái đồng hồ xịn này các bạn nhìn ấy, nó sẽ khác hoàn toàn với những cái đồng hồ rẻ 300.000 trên chợ đồng chợ các cái hàng chợ các bạn nhé. Thì đây hàng chợ sinh viên đấy, thì bên mình nhìn đấy 300.000 nhìn biết ngay cái này nó bằng nhựa, nó mạ lên nhìn nó sủi sủi, nhìn nó khác ngay. Cái này nó bằng inox thép không gì, thế nên là nhìn nó rất là tuyệt vời, rất là đẹp, nó sáng bóng lên các bạn nhé. Và đây nó là đá này đấy. Các cái đá này thì không thể rơi được nhá, nên các bạn hoàn toàn nên, còn nếu có rơi thì bên mình cũng gắn lại được. Đây thì bên trong nó là các cái đá và các cái kim trắng, này là cái kim dạ quang ban đêm các bạn. Đấy, mình sẽ nâng lên các bạn xem, nhìn rất là đẹp. Và đây, đeo vào tay. Mình tay đàn ông thế nên là phụ nữ đeo thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, đeo rất là đẹp và hợp đúng không ạ? Thì các bạn thích cái đồng hồ cơ này đặc biệt như thế này, không bạn nữ nào có, mình gần như không đụng hàng luôn, thì bạn thích các bạn hãy để lại ngay số điện thoại, địa chỉ, bên mình sẽ ship hàng các bạn xem nhé. Hoặc là bạn nào mà bạn trai mà thích mua tặng bạn gái thì đây là một cái cơ hội rất là tốt, bên mình đang sale rất là lớn và túi hộp thì rất là đoàn hoàng và đẹp, nhìn rất là sang trọng và đẳng cấp. Thì các bạn có thể để ngay lại số điện thoại, địa chỉ, hoặc các bạn vào thêm website các bạn xem thêm những cái mẫu khác nha các bạn nhé. Những mẫu này là tuyệt vời lắm rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem nhé.